Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Let's Style ở Cùng Phong Cách. Các bạn thân mến, do việc thiếu chăm sóc hoặc là rất nhiều những tác động khác, có thể là do chúng ta hút thuốc, chúng ta sử dụng quá nhiều đồ uống có chứa caffeine, vô tình làm cho đôi môi của chúng ta sẽ bị kém sắc đi. Và đặc biệt vấn đề này xảy ra rất nhiều ở những đấng mày râu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách để giải quyết, để khắc phục vấn đề này với hai vị chuyên gia của chúng tôi. Và tôi xin giới thiệu chị Trà My ạ. Và biên tập viên thời trang tôi Hiểu Anh. Theo hai anh chị thì một đôi môi hồng có quan trọng đối với nam giới hay không? Rất là nhiều người con trai bởi vì ít có cơ hội để trang điểm nên đối với họ rất là quan trọng, bởi vì cái nhìn vào gương mặt họ có sáng hay không, ngoài ánh mắt nó còn có cả đôi môi nữa. Phụ nữ cũng vậy, rất là nhiều người khi mà ngại trang điểm hoặc là không có nhiều thời gian thì luôn luôn mong muốn là tôi có một vẻ mặt tự nhiên nó hồng hào. Đối với tôi mà nói thì là cái người đối diện của tôi dù là nam hay nữ thì tôi cũng thích họ có một cái thần thái cuốn hút đó. Và với nữ giới thì rất là đơn giản, họ chỉ cần thoa một chút son rồi thôi. Nhưng mà với nam giới thì hơi khó khăn, nam giới không thể rút thỏi son ra rồi thoa lên thôi, rất là kỳ đó. Vì thế mà đối với tôi thì nam giới có một đôi môi hồng hào rất là cuốn hút bản thân tôi. Vậy thì đầu tiên là chúng ta phải tìm là nguyên nhân từ đâu môi lại bị càng ngày càng xỉn màu như vậy ạ? Thì thực ra là có rất là nhiều nguyên nhân khiến cho đôi môi của chúng ta bị thâm đi. Đối với nam giới thì là họ có thói quen uống trà, cà phê. Trong cà phê thì có caffeine và trong thuốc lá thì có cái chất nicotine. Rượu bia nó cũng khử nước là tác nhân khiến cho đôi môi bị khô và bị tổn thương. Và có một cái thói quen của chúng ta là môi khô như vậy chúng ta lại đi liếm môi. Liếm môi cũng khiến cho đôi môi bị thâm, bởi vì nó mất đi cái chất mà bảo vệ môi tự nhiên. Ngoài ra có những yếu tố di truyền đó. Và quan trọng là môi trường và ánh nắng, đàn ông ra đường thì ít ai khẩu trang lắm, cho nên là môi không được bảo vệ khiến cho cái da vùng môi bị thâm, bị sạm xuống. Rất nhiều người khác nữa là còn do yếu tố sức khỏe, ví dụ bạn thiếu máu một chút, bạn vận động nhiều, môi nó sẽ bị tái thâm đi một lúc, hoặc là lạnh quá đúng không ạ, hoặc là thậm chí là thiếu vitamin B, da tay bong rồi môi nó cũng sẽ không được hồng hào. Vậy thì cái hậu quả của nó sẽ như thế nào ạ? Hậu quả thì đầu tiên là rất là kém thẩm mỹ, và người đó sẽ không được hồng hào rạng rỡ và hay phải lạm dụng đến mỹ phẩm. Mà lại càng dùng mỹ phẩm thì lại càng dẫn tới thâm môi nhiều hơn. Mỹ phẩm mà có trì mà mình không thể kiểm soát được là cái sản phẩm của tôi dùng nó độ trì là bao nhiêu thì khiến đôi môi của bạn càng ngày càng thâm hơn. Hiện tại thì có rất nhiều phương pháp để mà làm môi. Đối với nữ giới thì rất là nhiều, là môi candy lip, môi xí muội, rồi môi pha lê, môi ombre, rất là nhiều, môi 3D, 6D gì đó. Nhưng đối với nam giới thì chúng ta không, các anh đến thì các anh chỉ có mong muốn là làm sao cho tôi hết cái thâm này đi và tôi có một đôi môi tự nhiên, đừng có đỏ. Tôi sợ bị đỏ như nữ giới lắm, các anh rất lo lắng cái điều đấy. Hiện giờ tôi chỉ nghĩ đến là sắp một cái màu nó nhạt nhạt giống như hơn tranh hơn màu da thôi. Bây giờ suy nghĩ của tôi thì không biết là Trà My có phương pháp gì. Chúng ta đang nói về môi cho nam đấy ạ. Thì chúng ta khử thâm, đưa cái làn môi trở về cái trạng thái là nhợt tự nhiên với màu da, và sau đó thì mình chỉ làm cho hơi hồng tự nhiên lên một xíu thôi. Và đặc biệt là các bạn đừng có lo lắng là mình sẽ bị môi đỏ hơn so với bình thường quá, nó mất tự nhiên, nó mất đi vẻ nam tính mạnh mẽ. Vậy chị Trà My có thể bật mí khử thâm là phương pháp như thế nào không ạ? Thâm làn môi của mình ấy, các bạn sẽ rất là ngạc nhiên nếu như mà các bạn biết được rằng là trong môi của chúng ta có đến 95% là màu blue. Màu xanh. Dạ, màu xanh, tức là rất nhiều màu xanh thì nó sẽ là màu đen. Thì bên Trà My sẽ sử dụng cái màu mực để xử lý cái màu thâm đó và để trung hòa cái màu thâm đó đi, để đưa nó trở lại cái sắc tố mà nhợt, mong muốn nhợt nhạt thôi, để mà mình tức là mình tạo một cái nền nhạt chứ không còn thâm nữa. Anh Hiểu Anh và bạn Huyền Quỳnh thì có thể hình dung là một cái tờ giấy mà mềm màu trắng thì chúng ta có thể vẽ bất cứ màu gì lên mà chúng ta muốn. Nhưng một tờ giấy vẽ mà màu nâu thì nâu nâu đó thì chúng ta khó mà có thể vẽ được cái màu như ý. Nên mình phải khử cái màu nâu đấy đi để cho cái giấy nó trắng đi. Thì bằng phương pháp có giống như là mình có thể thăm đè lên một cái, ví dụ khử sắc xanh, sắc tím đấy đi đúng không? Dạ đúng, cái sắc tố ở trong môi thì là nó đang bị quá nhiều màu blue, và tức là nó thiếu màu đỏ và màu vàng, nó thừa màu xanh dương. Thế cho nên là chúng ta cần đưa màu đỏ và màu vàng vào để trung hòa. Bởi vì màu sắc của chúng ta ba màu cơ bản đó là màu xanh dương, màu đỏ và màu vàng. Thì có nghĩa bây giờ nó quá nhiều màu xanh dương thì nó thiếu hai màu còn lại, và chúng ta đưa hai màu còn lại vào để mà trung hòa nó. Nhưng mà đặc biệt là các khách hàng nam giới đến với chị thì họ có ngượng ngùng hay không ạ? Không phải ngượng ngùng mà tôi nghĩ là họ còn e dè chứ không dám bước đến thì đã xong rồi ấy, đúng không ạ? Thực ra chúng ta ngồi đây thì chúng ta nghĩ vậy,
Trước đây vài năm thì tôi đã làm nghề phun xăm đấy hơn 10 năm. Và tôi thấy rằng là trước đây thì rất ít nam giới, trừ những bạn mà bạn ấy rất là điệu đà thôi. Còn lại thì ít lắm, nhưng mà mấy năm trở lại đây thì cái xu hướng mà nam giới đi làm đẹp là rất là nhiều. Và tôi cho rằng đó là một cái cách rất là văn minh, rất là văn minh. Họ tôn trọng bản thân mình, họ tôn trọng người đối diện. Và một người nam giới họ sở hữu một đôi môi hồng, đương nhiên là cái thần sắc họ tốt hơn, họ ra ngoài, họ có nhiều cái cơ hội ngoài xã hội hơn. Mặc sơ mi xong một đôi môi hồng hào thì tự nhiên trông bạn rất là năng động mà người ta thích nhìn bạn lúc đấy. Em cảm giác là trông trẻ đấy. Anh nói là tôi thấy cảm thấy cuốn hút thêm. Thì đúng ạ, tại sao không, và đơn giản mất khoảng bao nhiêu thời gian? Tất cả chỉ trong vòng 45 phút là xong. Wow, bạn mất đúng 45 phút thì bạn đã có cái ngoại hình nó trở nên hoàn hảo hơn, tại sao không? Thực ra thì cái công nghệ, cái sản phẩm cũng rất là quan trọng. Tôi thì tôi vẫn sử dụng những cái đầu kim từ nhập từ châu Âu, cũng là từ Mỹ luôn. Tôi rất là tôi dùng nguyên cái bộ của Biotouch. Thì kim mà để khi mà mình làm lên trên môi đó là kim được sản xuất từ hợp kim thép T300. Thì anh Hiếu Anh biết rất rõ rằng cái đó thì là thường là sản xuất ra mổ, trong phòng mổ nó rất là bén. Thì cái việc cái kim nó bén thì nó khiến cho cái nó đi vào màu rất là tốt, rất là nhanh và không đau. Nó bén thì nó không đau. Nếu mà một cái kim mà cùn thì nó sẽ rất là đau. Khi mà tôi nói là chị ơi xong rồi hay là bạn ơi xong rồi thì ủa xong rồi à chị, xoay hu thấy đau gì vậy, sao nhanh thế. Xử lý đôi mô ở nam giới thì có khó hơn là với cả đôi mô của nữ giới không ạ? Về cơ bản thì không khó, đúng rất rồi. Là đơn giản, rất là đơn giản thôi. Nhưng mà chỉ cần kỹ tính là cái màu bạn mong muốn về sau nó như thế nào. Bởi vì tôi tò mò nam giới thì họ sẽ phải yêu cầu sự tự nhiên hơn. Em sẽ giải quyết sự tò mò của anh ngay bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân một bạn nam để xem rằng quá trình tẩy thâm môi sẽ diễn ra như thế nào quý vị nhé. Xin chào mọi người, mình là Tường Ngọc Minh, 27 tuổi, hiện tại đang là người mẫu và dancer. Mình luôn quan niệm rằng đàn ông hiện đại là phải đẹp, cần làm đẹp, cũng là lên làm đẹp. Việc làm đẹp nó sẽ giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc cũng như là trong cuộc sống và sẽ thu hút được ghi điểm trong mắt chị em phụ nữ cũng như người đối diện. Khi mà đi ra ngoài đường với cái màu môi bị xỉn thì mình cũng rất là mất tự tin. Ở ngoài kia có rất là nhiều người đàn ông môi bị chỉ màu. Họ nghĩ rằng là đàn ông thì không cần làm đẹp, thì mình nghĩ là mình không cần phải giống họ. Và mình cần sự khác biệt và mình phải đẹp hơn. Đấy là lý do mình cần có một cái giải pháp để làm cái đàn môi của mình tươi sáng, tự nhiên hơn. Xin chào bạn. Hôm nay mình rất là vui là được tư vấn, tiếp chuyện và làm đẹp cho một chàng trai hot boy đẹp trai như thế này. Hôm nay bạn đến với mong muốn là làm môi đúng không ạ? Làm môi cho nam. Dạ vâng ạ. Hôm nay em chào chị. Em cũng rất là vui được gặp chị. Với cái vấn đề mà em đang gặp phải là cái môi của mình bị xỉn màu. Cái thời gian nó bị xỉn cũng tới 2-3 năm trở lại đây rồi. Với cá nhân em nghĩ là có thể là do cái đặc thù công việc của mình phải make up nhiều. Thì có thể là do son nó không đủ chất lượng. Cũng như là đôi khi mình có hút thuốc và uống nhiều cà phê. Ngoài cái việc mà mình dùng son thường xuyên ý, thì còn có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái việc là mình bị xỉn màu môi. Rất nhiều những cái khách hàng của Trà My đấy ạ, khi mà đến với chị thì là không có dùng son. Họ hoàn toàn là không bao giờ phải dùng đến son và môi họ cũng bị như vậy. Mặc dù trước kia, hồi trẻ, hồi còn thanh niên không bao giờ có tình trạng như thế. Nhưng mà cái thói quen hàng ngày cũng dẫn đến việc là môi mình bị thâm. Em muốn biết là cái phương pháp phun môi của nữ và nam giới thì có khác nhau không? Cá nhân em thấy thì thường phun môi thì em sẽ liên tưởng đến các mẹ, các chị. Thì gái thì sẽ môi sẽ bị những cái màu rực rỡ thì cái màu ấy thì sẽ không được đẹp với nam giới. Chỉ có rất là nhiều phương pháp, môi ombre, môi 3D, môi candy lips nó rất nhiều. Nhưng mà đối với mình ấy thì chị muốn làm cho em môi 3D. Bởi vì cái ưu điểm của làm môi 3D là đem lại cho đôi môi của nam giới cái vẻ tự nhiên nhất. Đó. Và màu môi cũng vậy, màu môi thì chị dùng cái màu chuyên biệt dành cho nam. Cho nên em không cần phải lo lắng là môi mình bị đỏ quá hay tươi quá. Nó nhẹ nhàng thôi, nó lấy hết cái màu thâm, màu trì trên môi em đi này. Và nó hồng tự nhiên như hồi em mới sinh ra ấy. Tự nhiên như môi của các em bé. Đó.
Và cái phương pháp này thì em yên tâm rằng là mình làm xong mình có thể đi ra ngoài luôn, nó không có khác biệt nhiều so với trước khi em đến đây, sau khi làm không khác biệt nhiều đó, và không đau, không sưng, không chảy máu, và em không cần phải tiêm thêm gì nhiều đâu, em vẫn đi làm bình thường, tối nay em vẫn có thể lên sân khấu, vẫn có thể diễn, vẫn có thể tỏa sáng bình thường. Thì em thấy rất là phù hợp với em, muốn được trải nghiệm ngay bây giờ ạ. Rất sẵn sàng, chị cũng đang rất là nóng lòng muốn làm cho em ngay, và bây giờ chúng ta cùng đi về khu vực mà phun tiêu thẩm mỹ, và chúng ta đi vào phòng vô trùng và chúng ta bắt đầu trải nghiệm dịch vụ em nhé. Với liệu trình phun môi mình vừa được trải nghiệm thì mình thấy nó khác biệt rất là rõ rệt. Thì mình soi gương và mình thấy cái cả gương mặt của mình sáng rất là nhiều, màu môi rất là ưng ý và mình rất là vui. Trong quá trình làm môi thì chị Trà My làm rất là nhẹ nhàng và ân cần. Trước và sau khi làm thì chị Trà My đã tư vấn cho mình đầy đủ kiến thức để mình bảo vệ cái làn môi của mình sao cho bền màu và không bị bay màu. Một sự thần kỳ lại diễn ra rồi. Cái kết quả này chúng ta có thể duy trì được lâu hay không? Thực ra thì không được quá lâu đâu, nếu như chúng ta không có phương pháp để chăm sóc và bảo vệ nó thật là cẩn thận. Thường ấy, những cái màu mà Trà My đang làm là màu của Biotouch của Mỹ, đó là màu hữu cơ. Bởi vì cái tên Bio đã hiểu được là nó sản phẩm an toàn cho cơ thể đúng không? Nó là màu hữu cơ và nó ở trong môi mình ở một thời gian nhất định thôi. Nhưng mà nếu như các anh mà không có dùng trà cà phê nhiều quá, lối sống tốt, không có uống quá nhiều rượu bia thì cái việc mà nó thâm trở lại cũng rất là ít. Một câu rất là đúng đấy là của bền là tại người. Và với thẩm mỹ là phải chăm sóc như thế nào thì bạn mới giữ được lâu, chứ đừng nghĩ là cây đũa thần mang lại cho mình một điều hoàn chỉnh xong rồi mình cứ thấy mình tàn phá nó thì không được. Và còn một câu hỏi nữa, đó là giá thành như thế nào ạ? Nó tùy vào mức độ thâm. Thâm thì Trà My phải khử thâm, và cái việc khử thâm nó cũng bị giá cao hơn một xíu. Nó dao động từ khoảng 3 triệu đến 6 triệu. Không hề quá đắt đúng không ạ? Và sau vài năm chúng ta sẽ có thể đi nhắc lại đúng không? Sau 1 năm rưỡi đến 2 năm là chúng ta đi nhắc lại. Tôi làm lâu năm rồi nên là tôi biết là có một số bạn là không cần phải đi nhắc lại, vì tôi có gọi điện hỏi thăm và chăm sóc thì các bạn nói rằng là em ổn lắm. Em nó tốt, nó hợp với cơ thể em hay sao mà em thấy là không cần phải đi làm lại nữa, nó hồng hào. Huyền Quỳnh thấy là bây giờ có rất là nhiều xu hướng thay đổi, và may mắn rằng tất cả những cái biện pháp chúng ta đang sử dụng không thì lại đúng, không phải vĩnh viễn, thì chúng ta có thể hoàn toàn chạy theo xu hướng được. Chắc là phải có một lời khuyên của chị Trà My dành cho những bạn mà đang rất là muốn tẩy thâm môi ạ. Tôi nghĩ thế này, các bạn nữ thì là đương nhiên rồi, mình không làm một đôi môi mà thật là đỏ, thật là rực, chỉ làm môi và màu của Biotouch thôi. Những cái màu hữu cơ như tôi nói thì nó nhẹ nhàng, các bạn có thể đánh bất cứ màu son gì, khi mà đi tiệc buổi tối thì các bạn có thể dùng, không cần phải lo rằng là nó không lên màu đúng như ý. Thế còn đối với nam giới thì là các bạn đừng có e ngại là mình đi làm đẹp là điệu đà quá hay là gì. Tôi rất là bị cuốn hút bởi những anh chàng mà môi đỏ. Nếu mà da trắng được thì càng tốt. Và tại sao không ạ? Làm đẹp là để cho tất cả chúng ta hoàn thiện hơn cho bản thân mình và trong mắt người khác. Đừng có ngần ngại, và nếu mà bạn nghĩ rằng là tôi muốn hoàn thiện mình hơn thì có thể đến những beauty để gặp những người chuyên gia để họ tư vấn cho bạn, đúng không? Mọi người thì vẫn đi chăm sóc da mặt này, chăm sóc da cơ thể, body lotion gì đó, nhưng mà
quên mất rằng là phải chăm sóc đôi môi như thế nào. Các bạn đừng quên rằng là tẩy trang cho vùng môi, rồi cũng phải tẩy da chết cho vùng môi. Không có nhiều người có thói quen tẩy da chết cho vùng môi đâu. Thế thì hãy thay đổi thói quen này. Tẩy da chết xong thì chúng ta đắp mặt nạ cho môi. Vì đôi môi chúng ta, nó rất là, cái làn da ở đôi môi rất là đặc biệt. Nó mỏng manh lắm, nó cần được chăm sóc. Đó, thoa dưỡng trước khi đi ngủ để tránh bị mất nước. Nếu như đi ra đường có thoa chống nắng cho làn da thì chúng ta cũng nên một chút cho môi. Đó, và hạn chế sử dụng những cái son mà không đủ chất lượng, cái son mà nó có nhiều chì. Việc uống nước hàng ngày cũng quan trọng, và đặc biệt là uống nước trái cây. Đó, rồi các anh thì xin được nhắn nhủ các anh uống ít rượu chè, ít thuốc lá để cho cái nhan sắc của mình nó được rạng ngời. Xin cảm ơn chị Trà My, cảm ơn biên tập viên thời trang Tôn Hiếu Anh. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay thì việc làm đẹp không chỉ dành riêng cho phái đẹp chúng tôi nữa, mà các cánh mày râu cũng làm đẹp rất nhiều. Tại sao không ạ? Với sự phát triển của xã hội hiện nay thì ai ai cũng đều muốn cho mình có một diện mạo hoàn chỉnh. Và hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn đã có thêm thật nhiều những kiến thức làm đẹp cho chính bản thân mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go. Nào cùng dịch chuyển.